Hello, xin chào mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người là món rau dớn. Cái cây này mà nhiều người chưa biết đâu, chỉ vì chưa được ăn nên chưa được biết. Ra đây là một cái loại rau đặc sản của miền núi ấy, nếu mà được ăn rồi. Nhìn như là cây vuột ấy, nhưng thực tế không phải đâu. Rau dớn đặc điểm của cây này thì mặc ở suối bạn nha. Đây là mình lấy cái ngọn của nó vậy. Cây này mọc nó dài lắm, nếu mà mình ở suối để quay trực tiếp thì nhìn nó dài hơn, nhưng mà đây mình ra chợ để mua về. Đây mình chỉ lấy cái phần ngọn đó thôi, lấy phần ngọn thôi. Cái ngọn này để xào đấy bạn ạ. Đấy. Cái này nó ăn nó hơi nhất nhất. Thực ra hơi nhất nhất. Những cái phần già nó mình không lấy được. Già nó mình cũng bỏ đi. Cái này mọc ở cái chỗ khe nước ấy. Ở những vùng đồi khe nước, đồi núi khe nước thì mọc tự nhiên thôi. Thực ra cái này mọc tự nhiên. Cái ngọn đây nhá. Cái non nhất, càng non thì càng tốt. Người thì xào ra cái này cũng hơi già này, cái non hơn nó phải cái nó non phải như non như này này, là mấy cái non. Cái món này thì chỉ xào không được, được ngắt ra xào không được, không cần xào cái gì cả. Rau nhìn như cái guột đấy nhỉ. Cái này ở miền núi, các tỉnh miền núi mọc ở khe suối có nhá. Đằng này mình mua 5k ở chợ miền núi. Nhiều người chưa ăn cái này nên chưa biết đâu. Mình ăn thường xuyên ăn rồi nên biết. Cái ngọn nữa nhá, cái ngọn là cái càng non càng tốt. Đây này, như cái ngọn như thế này là non này, ngọn như này này. Nó ra lá là nó thành hơi già rồi. Cái này đặc điểm nó xào là nó hơi nhất nhất, nhiều người ăn không quen thì cảm thấy nhất nhất rồi, nó không thích ăn. Nhưng ai mà ăn quen thì cảm thấy rất là bùi. Đây cái cây này là cây non này. Đây là một cái cuống ngọn nó non này. Đặc điểm nó này mặc ở suối nha bạn nhé, bờ suối, bờ sông, bờ suối ẩm, nơi ẩm ướt. Vào cái thời điểm mùa hè, cuối hè, đập thu. Đây, cái ngọn này này. Rất là nhiều nơi là thành rất là đặc sản, rau đặc sản quý hiếm. Bởi vì không có trồng đâu. Nó có trồng ở đâu, nó rừng này. Mình là ra bờ suối quay được thì sinh động hơn, nhưng không quay được
Thế là chỉ là mua về quay đây ngắt rau và làm để chia sẻ mọi người. Rồi ngắt xong là rửa để xào đó. Ấy dồi, khá nhiều đấy, như thế này là khá nhiều đấy. Xong hết thì để tối. Ok, đây là cái rau dớn các bạn nhé, rửa rau dớn. Đây là phần non của nó, bây giờ mình sẽ rửa đi xào đây. Này là phần già mình bỏ đi thôi, vứt đi thôi nhé. Ok, bây giờ mình phải rửa nó qua một cái. Rau rừng rau sạch nên rửa một lần cũng được rồi. Hai lần còn tốt hơn rửa một lần được. Cho chảo già mình mới xuống. Một chút nước. Món này là mình chỉ xào không thôi. Món này xào không thôi. Cho gia vị vào. Mình chỉ bột canh. Cái xào nên để ăn nó hơi nhớt nhớt cái cây này. Nhiều người ăn không quen là sẽ không thích ăn đâu. Người ăn quen là phải cảm thấy ngon, bùi.
Thấy ơi, con cho thịt vào nồi chưa? Đi xào gần chín là nó ngon ngon đi chút. Mình chỉ cần chờ nó chín thôi, xào ra chờ nó chín thôi. Đây là món rau dớn nha, đặc sản miền núi nha, nhiều người không biết đâu. Cho cái gì xuống nữa thì mình chưa thử, mình chỉ biết là lấy từ rừng rồi là xào không rồi đó. Còn xào thịt xào chín thì xào gì mình chưa thử, biết là có nên hay không. Nếu mà mọi người thử xem, mọi người có thì thử xem. Nên là lên nhé bạn. Xào lên rồi. Thế vậy là mình có một món rau dớn nha. Đây, nhìn như rau cải, rau muống nhỉ. Nhỉ. Rau xào, rau dớn xào. Vậy là mình được có món rau dớn xào nhé. Thì chia sẻ với mọi người cái món rau dớn xào. Giờ nên là thưởng thức thôi. Đấy. Nhiều người chưa biết thì các bạn ở vùng núi thì có thấy cái cây này thì lấy về ăn, đặc sản đấy. Lấy ra ngoài chợ bán là còn người ta biết, người ta ăn, người ta mua nhiều lắm. Còn cái trồng làm kinh tế thì cái cây này thì mình chưa từng nghe, bởi vì nó chỉ mọc tự nhiên thôi, mọc hoang, giống như rau dại, rau rừng xào, rau dại, rau rừng xào. Đấy. Như rau dớn. Rau dớn rau sạch. Có chương trình TV thấy ở đâu nhỉ? Tỉnh nào nó bảo là rau dớn là đặc sản đấy, Quảng Nam hay sao ấy. Người ta trồng ở các hòn đảo ấy, các hòn đảo ấy. Còn mình là miền núi thì các khe sông khe suối có thôi, sườn đồi sườn núi có thôi, chỗ nào ẩm ướt là có. Nói thưởng thức thôi.